Ngày đầu về làm dâu, Hòa Bích Trâm được ông xã cưng chiều hết mức. Sau khi về nhà chồng, nữ diễn viên cũng cho ông xã lộ diện trước khán giả, ra khoảnh khắc ngọt ngào khiến người trong cuộc ngại ngùng. Mới đây, Hòa Bích Trâm đã livestream trò chuyện với khán giả. Trước khi người nhà ông xã trở lại làm việc ở Sài Gòn, nữ diễn viên đã chính thức giới thiệu với người hâm mộ về chồng mới cưới Quảng Trọng. Nụ cười hạnh phúc của nữ diễn viên gốc Quảng Ngãi khi được ông xã đưa đi chơi và ăn uống cùng gia đình. Sau nhiều lần giấu kín, giờ đây ông xã của Hồ Bích Trâm cũng được lộ diện chính thức trên trang cá nhân của vợ. Đôi vợ chồng xuất hiện ở một quán chè cùng với đại gia đình khá đông đúc. Hồ Bích Trâm còn tình tứ đút cho chồng ăn, nhưng biểu cảm ngại ngùng của Quảng Trọng khiến nhiều người không khỏi bật cười. Trong cuộc trò chuyện, Hồ Bích Trâm với khán giả, nữ diễn viên khẳng định nhà chồng rất vui và luôn dành tình yêu thương cho mình. Đặc biệt là ông xã Quảng Trọng, tuy ít nói, điềm đạm, nhưng thật ra anh rất cưng chiều vợ. Có điều Quảng Trọng rất ngại xuất hiện trước truyền thông, cho nên từ trước đến giờ, dù xuất hiện ở nhiều clip của Hồ Bích Trâm là nhà tài trợ cho các chiến thiện nguyện của cô, nhưng ông xã rất ít khi xuất hiện hoặc công khai trên truyền thông. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.